chào mọi người nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại bờ biển, đó là bãi đá Umuma. Hôm nay thì mình sẽ có một món ăn, đó là có nướng sa tế siêu cay. Chính hôm nay thì đây là cá mình đã chế biến và sẽ cho nó để ướp được cho nó thấm các bạn. Còn đây là nguyên liệu để ướp, đây là ớt, đây là một chút tiêu và nghệ để có màu, và đây là sa tế. Đây là sa tế các bạn. Giờ mình bắt đầu sẽ trộn hỗn hợp để mình ướp cá các bạn. Và trong khi ướp cá thì mình sẽ nhấm ướp lửa. Hỗn hợp sau khi mình đã trộn các nguyên liệu sẽ với nhau. Bây giờ thì mình ướp cho cá nó thấm rồi tí có lửa thon là mình sẽ bắt đầu nướng nha. Giờ mình bắt đầu ướp và cho nó thấm gia vị để chút có thơm mình nướng nha các bạn. Ta ướp thì ta phải xiên kẽ cho nó phía bên trong chuỗi và sải để cho nó thấm gia vị các bạn. Mình ướp sẽ còn dư thì tí mình sẽ nướng và mình sẽ trát con sau các bạn. Ta bư thân này để chuẩn bị nướng cá nhé các bạn. Bư đều cho nó hơi bay, cho nó nóng để cho cá nó sức em ạ. Nhóm lửa đã có được thơm thì sau thời gian chờ đã có đã thấm rồi ấy. Thì giờ mình bắt đầu để lên mình nướng nha các bạn. Đây là cái mình đã ướp sẵn được 15 phút rồi các bạn. Giờ chúng ta bắt đầu lên nướng nha.
chúng ta nướng chạp cho nó sẽ cho nó khô quanh nước, và chúng ta quét cái đầu, quét cho nó thêm một lớp gia vị này nha, và đặc biệt là cái bộ phải trỏ điêu nha. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ quay một vòng khung cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Khá là đẹp các bạn. Khung cảnh nó khá đẹp và lãng mạn. Còn ở phía xa xa kia đó là ngôi chùa Linh Ứng và thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Hôm nay thì trời rất là êm sóng và rất là đẹp. Trong khi mình trả và mình đổ điều thì mình quét thêm gia vị, thì ở đây thì mình hai bàn lửa than ở dưới cho nó nóng thôi các bạn, sức nóng thôi, chứ mình không hai bàn củi lửa để cho nó đỏ rực nha, nó sẽ bị cháy có. Có nó chín các bạn ơi. Trong khi mình nướng thì mình có sơ ý nên để có nhỏ nó rắc xuống lửa các bạn. Và đây là phần còn lại. Và trong khi đó thì mình đã làm một chén nước chấm, đó là chén muối ớt mắm ớt nha. Giờ ta bắt đầu vét xuống và thưởng thức thử. Mình sẽ để ở trên này cho nó nóng nha, và ăn con nào thì mình lấy con đó để tránh bị nguội các bạn. Mình mời tất cả các bạn nha, cùng thưởng thức món cá nướng siêu cay của mình nha.
Giờ chúng ta bóc tay ăn nha các bạn. Dạ nó mới ngon nha các bạn. Mình nói tất cả các bạn nha. Ngon các bạn. Mùi cay của ớt và mùi thơm của thịt tế các bạn. Với chấm xíu ớt cay, muối ớt nữa, cay thịt, cay ăn thì ngon, rất là ngon các bạn. Rất là ngon luôn, mà các bạn mình nha. Ăn nắm thì nó mới ngon các bạn. Rất là ngon các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Tiền thời nấu nhưng mà rất ngon các bạn. Mời các bạn nha. Làm vậy ngon lắm các bạn. Cái này mà gặp cá lớn to chưa to nướng rất ngon các bạn. Ngon. Mời các bạn miếng nào nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Rất ngon các bạn. Anh em nào mà đi dạo ngoài á, đi đông bạn bè anh em rất đông á, anh em mà thử làm món này đi, rất là tuyệt vời luôn. Vừa cay và vị thấm rất là đều, ăn rất là ngon. Mở rộng miếng đào rồi nha. Ngon lắm.
Đây các bạn, mình mang tới các bạn thêm miếng này nha, trà cũng đã táo rồi các bạn. Mời các bạn nha, trà cũng đã táo rồi các bạn. Mình xin dừng clip ở đây nha, mình tranh thủ mình ăn xong mình về nha các bạn, và hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Bye bye.